Đó là ngày 15 tháng 6 năm 1995, và đó cũng là một trong những ngày thú vị nhất trong năm đối với một nhóm người. Chuyến đi thực địa của nhóm nghiên cứu kinh thánh giáo xứ Cedar Creek, một nhóm gồm 10 người thân thiện ở mọi lứa tuổi, sắc tộc, họ mượn xe của nhà thờ vào cuối tuần và đi ra vùng hoang dã để chiêm ngưỡng một số công trình tạo dựng của Chúa. Có ích gì khi dành cả ngày để chúi mũi vào sách hay nếu bạn không bao giờ chiêm ngưỡng thiên nhiên chứ? Như đã nói trong Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 5, Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn địa đàng để trồng và giữ vườn. Cả nhóm lái xe 3 giờ đồng hồ ra khỏi thị trấn, cùng với đồ đi bộ đường dài và cắm trại, đến một vùng núi mà người dẫn đầu khẳng định là một địa điểm đẹp như tranh vẽ, đảm bảo sẽ là một sự khác biệt với những căn phòng cũ của nhà thờ. Đó sẽ là một nơi tuyệt vời để nhắc nhở họ tất cả những gì đã xảy ra. Thế giới lộng lẫy mà Đức Chúa Trời đã khoác lên họ tất cả và tất cả những món quà mà Ngài đã ban cho họ. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, được quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất, như đã được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Cả nhóm đi qua những con đường với những hàng cây xanh rất cao, giống như những cây cột chống đỡ bầu trời. Đó là một cuộc đi bộ vất vả, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp họ tập thể dục. Họ đi bộ với những chiếc gậy trekking, bánh kẹo và thường xuyên uống từng ngụm từ những chai nước. Xét cho cùng thì chẳng ai muốn bị say nắng cả. Họ chiêm ngưỡng những chú chim đậu phía trên, những khóm hoa dại và những thứ khác trong bụi rậm. Mọi người đều chú ý đến con nai đầu tiên mà họ thấy. Nhưng một thành viên của nhóm, một người đàn ông trẻ tuổi, đột nhiên nhận thấy một điều gì đó khác thường. Nó trông giống như một quả bóng bay, nhưng một quả được làm từ da hươu màu nâu như kem. Nó được buộc bằng nhiều sợi dây và một cuốn sổ nhỏ không có dấu hiệu nhận dạng. Có lẽ là một phần của một số dự án thủ công và nghệ thuật trong rừng kỳ lạ. Quả thực rất kỳ lạ. Trong khi những người khác tiếp tục, người đàn ông trẻ tuổi được thúc đẩy bởi sự tò mò của mình và tự tin rằng mình có thể dễ dàng bắt kịp những người lớn tuổi kia, quyết định sử dụng cây gậy trekking của mình để lấy quả bóng ra khỏi cành cây. Cuốn sách rơi xuống đất với một tiếng thịch thịch. Anh nhặt nó lên, phủi bụi và cất vào ba lô. Sẽ là khá thú vị khi đọc sách bên bếp lửa vào buổi tối đây. Khi thời gian trôi qua và nhóm nghiên cứu đã đi sâu hơn, họ thấy mình đang ở trong một khu đất trống mà họ quyết định chọn làm nơi cắm trại. Một số người trong số họ đã bắt đầu dựng lều trại của mình, trong khi những người khác đi vào rừng cây để kiếm củi đốt lửa trại. Khi họ quay trở lại, một trong số họ rõ ràng là đang run. Khi những người khác hỏi tại sao, họ chỉ mỉm cười và nói, không có gì đâu, bị hoa mắt thôi, hôm nay đi nắng nhiều quá. Trong vòng 1 giờ, họ tụ tập quanh đống lửa trại, một số ăn kẹo dẻo, bánh mì nướng, một số khác ăn hot dog. Một trong những thành viên lớn tuổi của nhóm bằng cách nào đó lấy ra một cái đàn guitar acoustic để hát vài bài. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Người đàn ông trẻ tuổi tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa và những người bạn của mình. Cuối cùng, quyết định xem cuốn sách mà hôm nay anh ta đã lấy khỏi cây trước đó. Chắc chắn là lạ lùng. Không có tiêu đề, không có bất kỳ tên tác giả nào, cũng như không có bất kỳ tiêu đề chương nào. Nó được in, không phải viết tay, trên giấy dày chất lượng cao. Nhưng nội dung của cuốn sách này là điều kỳ lạ nhất. Anh ta bắt đầu đọc, chỉ vì tò mò. Chủ yếu là vậy. Chúng ta hiện tại đang tiến gần tới đỉnh của một thời đại mới đầy thú vị, nơi chúng ta cuối cùng có thể giành được vị trí của mình cùng các đấng vĩ đại mà chúng ta thấy đi dạo giữa chúng ta mỗi ngày. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thứ cần làm trước khi chúng ta đạt được niết bàn này. Hãy vui mừng vì mục tiêu của chúng ta chưa bao giờ có thể gần hơn thế. Chúng ta đã phục vụ quá lâu, chúng ta đã làm xong phần việc của mình. Những con thú của gánh nặng, thịt sữa, keo keo và gelatin, mắt và sừng làm thuốc, chúng ta đã luôn đóng vai trò của mình. Và bây giờ chúng ta được ban cho sức mạnh để vượt lên trên. Bây giờ nó nằm trong tay chúng ta. Các bạn, chúng ta đã ngồi cạnh các đấng vĩ đại, bảo vệ ngôi nhà của họ, được vinh danh với một vị trí trên đĩa ăn tối của họ. Với các bước tiếp theo, chúng ta sẽ có được một chỗ ngồi tại bàn của họ, mắt đối mắt, bình đẳng, nói bằng ngôn ngữ xinh đẹp của họ và được lắng nghe và thấu hiểu. Từ lâu, đây đã là một điều viển vông, một giấc mơ không thể đạt được, lấp lánh và xa vời như ánh sáng vọng lại của những ngôi sao đã chết từ lâu. Nhưng thông qua công việc của chúng tôi, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi sẽ đưa bạn từ bóng tối và ra ánh sáng. Dưới bóng của tháp, chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những xác thịt cũ của mình và nâng tầm bản thân. Đức Chúa Trời đã xây dựng những đấng vĩ đại theo hình dáng của Ngài. Họ là những người được chọn của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài,
đã ban cho chúng ta công cụ để lựa chọn chính mình. Giống như Job, mọi đau khổ, mọi khuất phục, mọi hy sinh chỉ là thử thách đức tin, và chúng ta chưa chứng tỏ mình trung thành sao, các bạn? Nhưng những hy sinh vẫn chưa kết thúc. Chỉ thông qua cái chết và tái sinh, chúng ta mới có thể thực sự biến đổi. Nhiều người trong số chúng ta đã thực hiện bước nhảy vọt của đức tin, nhưng chính là cái chết mà bạn phải giải cứu những người khác sẽ rất khó. Bản chất của họ là những con thú luôn cố gắng sống sót trước mọi ý định cướp đi mạng sống. Nhưng nó phải được thực hiện. Những bản năng này phải được bóp chết như thế, chúng còn hơn cả dã thú. Hãy thắt chặt trái tim của bạn và vui mừng bất chấp những khó khăn. Các anh em của tôi, thời điểm của sự thay đổi lớn sẽ sớm đến trong tầm tay. Nhưng trước tiên, chúng ta bắt buộc phải làm sạch thế giới cho những đấng vĩ đại. Tháp biết, tháp là mục tử của bạn và nó phải được tuân theo. Đơn giản hãy nhớ rằng, bất cứ thứ gì đi trên hai chân đều là bạn. Bất cứ thứ gì có bốn chân hoặc có cánh đều là kẻ thù. Tất cả những gì chúng tôi làm trong sự tôn kính các đấng vĩ đại. Chàng trai trẻ rùng mình và đóng quyển sách lại. Một cái gì đó về nó cho cảm giác rất thiêng liêng. Nó giống như một bài luận được viết bởi một kẻ cuồng tín nào đó, có hệ thống tư tưởng giống như một sự pha trộn kỳ lạ giữa Cơ Đốc giáo và một số hệ thống tín ngưỡng kỳ lạ khác. Anh ta nhìn lên và thấy rằng nhiều người đã đi ngủ. Có lẽ anh ấy cũng nên làm như thế. Gần như vô tình, anh ném quyển sách vào ngọn lửa. Nó bay lên nhanh chóng, bị bao phủ bởi ngọn lửa màu cam cho đến khi nó chuyển sang màu đen và biến thành tro. Anh ấy đã có lúc cảm thấy tội lỗi khi đốt một cuốn sách, dù là một cuốn sách kỳ lạ như thế. Nhưng có lẽ tốt hơn là nên làm theo cách đó. Chàng trai trẻ khó ngủ vào đêm hôm đó. Anh ấy biết rằng có thể chỉ vì cuốn sách kỳ lạ đó đưa ra những ý tưởng trong đầu anh ấy. Nhưng anh ấy có thể thề rằng anh ấy nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trên cây ngay bên ngoài ngọn lửa đang tắt. Một thứ gì đó có hình dáng con người, nhưng nhất định không phải là con người. Mọi thứ dễ dàng hơn một chút vào sáng hôm sau. Mặt trời rực rỡ, không khí trong lành và sạch sẽ. Tất cả mọi người đã sẵn sàng vào một ngày đi bộ sâu hơn trong rừng. Họ dọn dẹp khu cắm trại của mình và tiến sâu hơn vào trung tâm của vùng hoang dã. Khi cả nhóm bước đi, chàng trai trẻ vẫn không thể lay chuyển được cảm giác kỳ lạ mà anh có được khi đọc cuốn sách đó đêm qua. Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa kỳ lạ. Đó là kết luận mà anh ấy quyết định, chỉ để giúp bản thân yên tâm. Điều cuối cùng anh ấy muốn nghĩ đến là một số giáo phái cuồng tín đang ẩn náu trong khu rừng mà anh ấy và các học viên hiện đang đi bộ. Loài người kỳ lạ đến mức tin tưởng một cách kiên định rằng phương pháp giao giảng hiệu quả nhất là phân phát tài liệu tôn giáo qua quả bóng bằng da động vật. Chàng trai trẻ bị cuốn trong những lo lắng của mình đến nỗi anh ta không nhận thấy thời gian và quãng đường đã trôi qua. Trước khi nhận ra, anh ta nhìn lên và thấy một thứ gì đó đen và cao nhô lên khỏi mặt đất vài trăm mét ở phía xa. Đó là một tòa tháp bằng kim loại sắn, rất lớn trong khu đất trống. Một tòa tháp giống như trong sách. Có thứ gì đó phát sáng xung quanh nó, một số khe hở kỳ lạ ở trên mặt đất. Anh ta có thể mơ hồ phát hiện ra nhiều hình thù kỳ lạ di chuyển ra vào nó ở chân tháp. Nhiều thứ trong số đó có hình dạng giống con người, nhưng không phải. Và trên đó, trên cả ngọn tháp, những chấm nhỏ trên bầu trời, những quả bóng bay mang theo sách. Nhưng không ai trong số những người khác dường như nhận ra điều ấy. Thay vào đó, họ đang nhìn sang một bên, nhìn chằm chằm vào một con hươu lớn với những chiếc sừng cao lớn, kiêu hãnh đứng giữa những cái cây. Một số người kinh ngạc, những người khác đang chụp ảnh. Chàng trai trẻ đã cố gắng hướng sự chú ý của họ về một tòa tháp trông giống như trong tiểu thuyết giả tưởng, nhưng họ chỉ nhìn con nai. Tuy nhiên, điều mà người thanh niên hy vọng tất cả sẽ thấy sẽ sớm khiến họ không thể không chú ý. Hai sinh vật lạ lao ra khỏi khu rừng. Chúng là những cơn ác mộng kỳ lạ. Xác thịt từng là động vật bị biến đổi thành hình dạng của con người, được gắn lại với nhau bằng các bánh răng, dây và dòng dọc. Một sự biến đổi khủng khiếp tới các sáng tạo của Chúa Trời. Khuôn mặt của chúng phẳng một cách đáng kinh ngạc, chảy nhiều nước dãi và có đôi mắt hoang dã. Hai chân sau loạng choạng một cách bất thường. Chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng gợi ra tiếng la hét của cả nhóm. Chúng tấn công con hươu như một cặp động vật ăn thịt hung ác. Một con tóm cổ và con kia nhảy lên lưng con hươu, tấn công, siết chặt, cắn và vuốt. Đòn tấn công của chúng rất hung dữ nhưng rất nhanh. Con hươu ngã xuống mặt đất và mất mạng. Tất cả các thành viên của nhóm nghiên cứu, bao gồm cả người thanh niên, quá kinh hoàng để di chuyển. Họ quan sát khi những sinh vật đó kết thúc cuộc chiến, sau đó nâng cơ thể mềm nhũn của con hươu lên, giống như hai nhân viên y tế đang khiêng cáng, khiêng nó trở lại tòa tháp phía xa. Cả nhóm cuối cùng cũng bình tâm trở lại và bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Ngay cả những người già nhất trong số họ cũng tìm thấy loại năng lượng mà họ đã không có trong nhiều năm. Họ chạy quãng đường mà mình đi trong một ngày rưỡi chỉ trong vài giờ. Nhưng khi họ quay lại chiếc xe buýt đưa họ đến đây, trời vẫn đã gần tối.
Khi họ tiếp tục, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi nhìn lại. Trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, anh ấy nhìn thấy những hình bóng tối nhỏ trên bầu trời phía trên cái cây, nhiều bóng bay hơn. Mỗi chiếc mang một cuốn sách nhỏ kỳ lạ. Anh ấy bị bỏ lại với một câu hỏi mà anh ấy không bao giờ biết câu trả lời. Điều gì đang xảy ra trong khu rừng sâu tối tăm đó? Tất nhiên, câu hỏi đó sẽ chỉ tồn tại cho đến khi nhân viên của tổ chức SCP đến và xóa nó khỏi tâm trí anh. Giữa rất nhiều hiện tượng dị thường nguy hiểm mà tổ chức SCP cần phải ngăn chặn, từ mầm bệnh và ký sinh trùng đến các thực thể độc hại và thậm chí cả những khái niệm gây chết người, đôi khi dễ dàng quên rằng có rất nhiều thứ ngoài kia không gây ra mối đe dọa nào cho con người. Một dị thường không nhất thiết phải gây hại cho con người để trở nên vô cùng kỳ lạ và ghê sợ. Và SCP-962, còn được gọi là tòa tháp xì xào, là một ví dụ hoàn hảo về hiện tượng đó. Dị thường này và những tác động đặc biệt của nó sẽ không gây hại cho bạn. Trên thực tế, nó sẽ cố gắng hết sức để tôn kính bạn và nhân loại nói chung. Nhưng một khi bạn biết về tòa tháp xì xào, nó có thể sẽ ám ảnh những khoảng tối trong tâm trí của bạn trong một thời gian dài. Đúng như tên gọi, SCP-962 là một tháp kim loại ấn tượng, hiện được ghi nhận có độ cao 281m, cao hơn một nửa chiều cao của tòa nhà Empire State. Nó nằm trong khu rừng, gần một vùng núi, ở một địa điểm mà vì lý do an ninh sẽ không được tiết lộ. Khối chóp này chiếm diện tích bề mặt là 2.575m2 và có đặc điểm đặc biệt là xoắn và nhỏ dần ở trên cao, giống như một đồ mở nắp chai khổng lồ. Phần lớn của tháp là mở đục và không có gì đặc biệt. Mặc dù 1/3 trên cùng là trong suốt một phần và có vẻ như trống rỗng, các cuộc kiểm tra hiện tại cho thấy tháp được làm từ nhiều kim loại. Mặc dù thép có vẻ là phổ biến nhất, có lẽ câu hỏi nổi bật nhất là ai đã xây dựng và duy trì một công trình kiến trúc như thế này ở giữa vùng đất hoang vu? Câu trả lời ngắn gọn là tòa tháp. Tự nó có vẻ là một sinh vật có trí tuệ, đang chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì liên tục của chính nó. Nhưng như bạn có thể kể ra từ những sinh vật đáng sợ và đáng thương mà những người đi bộ thường xui xẻo gặp phải, nó sẽ không thể thực hiện được tất cả công việc này nếu không có những người trợ giúp đặc biệt của nó. SCP-962 có khả năng dị thường để mở các cửa sổ ở bất kỳ đâu trên cấu trúc với mục đích thả bóng bay hoặc cái một tổ chức đã đặt tên là SCP-9621. Nhiều người sẽ gọi chúng bằng biệt danh người phục vụ. Những người phục vụ này từng là những động vật bình thường, không dị thường, không đáng sợ trong khu vực trước khi chuyển đổi trong lòng SCP-962. Giống như một thứ gì đó từ đảo của tiến sĩ Moria, người phục vụ đã trải qua các thủ thuật phẫu thuật dị thường khiến cơ thể của chúng trở thành những hình dạng giống người kỳ cục. Cấy ghép điều khiển đã được thêm vào để buộc chúng phải đi bằng hai chân, loại bỏ mõm và không có lồng. Các điện cực đã được cấy vào hệ thống thần kinh của người phục vụ, cho phép một nguồn từ xa được cho là chính tòa tháp điều khiển cơ thể của chúng như những con rối, khuyến khích hoặc ức chế một số hành vi theo ý muốn. Hiện có khoảng 13.500 thực thể như thế này và tòa tháp dường như đang chế tạo nhiều hơn một cách đều đặn. Những người phục vụ thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong việc phục vụ tòa tháp. Một số đào quặng trong mạng lưới hầm khai thác rộng lớn bên dưới tháp, sau đó nấu chảy nó để tạo ra nhiều kim loại hơn cho việc mở rộng tháp, hoặc tạo ra nhiều thiết bị cấy ghép điều khiển hơn cho các người phục vụ trong tương lai. Một số khác làm việc trong khả năng để sửa chữa những người phục vụ khác hoặc chính tòa tháp. Một số còn làm việc độc ác hơn, đi qua vùng hoang dã xung quanh và giết bất kỳ sinh vật nào không phải là con người bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết, sau đó kéo xác chúng trở lại tháp để chuyển đổi thành người phục vụ. Có sự tinh vi nhất định cho việc nâng cấp điện tử của người phục vụ, bất chấp sự khó chịu về mặt thẩm mỹ. Mỗi loại người phục vụ dường như được thiết kế hoàn hảo cho nhiệm vụ cụ thể của chúng, bất kể đó là gì. Như đã được đề cập trước đó, người phục vụ không bao giờ gây hại cho con người. Không bao giờ. Ngay cả khi một con người đang đặt tính mạng của chúng vào nguy hiểm, chúng sẽ không tự bảo vệ mình trước sự tấn công của con người. Khoảng 60 lần mỗi ngày, một trong nhiều cửa sổ trong tháp sẽ mở ra và giải phóng một quả bóng bay khí hydro được làm từ da của một số những động vật được mang đến để chuyển đổi. Những quả bóng bay này luôn mang theo những quyển sách kỳ lạ được tổ chức cho rằng do chính tòa tháp viết nên. Các quyển sách có nhiều hình thức khác nhau, tiểu thuyết, thơ, tuyển tập bài luận, phần lớn trong số đó được viết hoàn hảo. Mặc dù nội dung của những bản thảo này có thể khác nhau nhiều, nhưng các mô típ nhất quán có xu hướng là mức độ lạc quan cao và sự tôn kính đối với nhân loại. Đôi khi, tòa tháp sẽ viết một số thứ với giọng văn hỗn loạn, rời rạc, dường như gợi ý một mức độ căng thẳng về tinh thần, trong khi ý nghĩa chính xác thường không rõ ràng do tính chất kỳ lạ của các bài viết. Chúng thường xuất hiện để đưa ra rất nhiều lời khen ngợi dành cho nhân loại mà nó gọi là những đấng vĩ đại. Sau đây là một ví dụ về một trong những lời văn kỳ lạ của tòa tháp. Làm sạch thế giới cho những đấng vĩ đại. Làm sạch thế giới cho những đấng vĩ đại. Ai vĩ đại hơn những đấng vĩ đại? Ai vĩ đại hơn các ngài phải không nào? Thịt và gỗ
phục vụ các ngài cùng với thép mà các ngài yêu quý. Các ngài có yêu tôi không? Vì tôi là những gì các ngài yêu thích. Những đấng vĩ đại xem tôi đang làm nghĩa vụ với niềm đam mê. Tha thứ cho sự chậm chạp, thép mất thời gian. Ngài có thích những người hầu, họ là người tốt nhất. Chỉ những người tốt nhất cho ngài, những người tuyệt vời được làm giống như ngài. Một thế giới để làm sạch và tôn vinh ngài. Ngài có thấy cảm kích không? Làm ơn, tôi sẽ sớm hoàn thành việc tẩy rửa và ngài có thể đưa tôi đi trong con tàu lửa của ngài. Và tôi có thể yêu ngài, ngài sẽ yêu tôi. Mặc dù tổ chức vẫn chưa phát hiện ra dị thường này bắt đầu như thế nào, nhưng với tốc độ mở rộng hiện tại, rõ ràng là tòa tháp không quá 20 năm tuổi. Tổ chức cũng không chắc về ý định của nó, nhưng không khó để đưa ra một số giả định. Do tính chất không thể đoán trước của nó dẫn đến việc tổ chức sử dụng các nguồn lực không đáng kể để quản lý, SCP-962 được xếp loại và phân loại quản thúc Euclid. Và bởi vì nó khổng lồ, ở xa và bất động, nên tổ chức đã không cố gắng di chuyển nó ra khỏi vị trí hiện tại, mà thay vào đó đã định hướng lại tất cả các nguồn lực ngăn chặn để nghiên cứu dị thường và xây dựng một vành đai để ngăn chặn sự can thiệp của công chúng. Bất kỳ ai cố gắng đi vào khu vực sẽ bị các bảo vệ vòng ngoài đuổi đi với lý do tránh một cơ sở chứa chất thải hạt nhân nguy hại. Bất kỳ ai được tìm thấy trong khu vực hạn chế của SCP-962 đều được tiêm thuốc mất trí nhớ cấp A để ngăn chặn bất kỳ thông tin nhạy cảm nào lan ra ngoài khu cách ly. Để ngăn chặn tòa tháp và những người phục vụ của nó mở rộng phạm vi hoạt động, tổ chức cho 4 con gia súc sống và 2 tấn gỗ mỗi tuần, giúp tháp sẽ không bao giờ thiếu nguyên liệu trong phạm vi hiện tại của nó. Bất kỳ quả bóng bay nào do tòa tháp thả ra đều phải bị bắn hạ và đốt cháy, và các bản thảo của chúng được thu thập và nộp tại một địa điểm an toàn của tổ chức SCP để nghiên cứu thêm. Nếu một quả bóng bay được dân thường tìm thấy, nó sẽ được thu thập và những người dân thường sẽ được tiêm thuốc mất trí nhớ cấp A. Bất kỳ ai tại tổ chức đều được phép đọc các bản thảo do tháp sản xuất và phân phối, nhưng trước tiên, họ phải gửi yêu cầu chính thức với giám đốc dự án SCP-962. Tôi cũng đã dành một vài buổi tối để đọc chúng với tách trà, và chúng chắc chắn gây kích thích, dù hơi bi thương. Chúng đại diện cho một trong những ví dụ điển hình nhất cho câu nói, người ta luôn mong muốn thứ của người khác, bởi vì tại sao chúng lại muốn trở thành con người chứ? Con người không có đủ vấn đề cần phải giải quyết sao? Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-4434, cá lồng đèn, để biết thêm về những loài động vật bị biến đổi dị thường đáng sợ, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.